Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác và hôm nay là ngày chủ nhật, ngày cuối tuần. Thì em cũng xin à kính chúc toàn thể các bác có một ngày nghỉ lễ cuối tuần thật là hạnh phúc, thật vui vẻ bên gia đình, bên người thân, bên bạn bè. Và hôm nay em cũng xin làm cái video để giới thiệu đến toàn thể các bác những cái mẫu đầu MD và những màu những mẫu đầu CDMD đang có mặt tại shop em ngày hôm nay và tất cả những cái mẫu đầu giải mã này thì là đều là sử dụng điện 100V và nó đều là những chiếc đầu giải mã chuẩn 24 bit của Japan xịn sò và để vào phần chi tiết thì hôm nay em vẫn lên cái chương trình đoán hai số cuối của cái tờ tiền 1.000 mà hôm qua em lên cái video ngày hôm qua ngày 15 thì cũng chưa ai đoán trúng thì hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2023 thì em tiếp tục lên hai cái số cuối của cái tờ tiền phần quà thì là một chiếc USB 64 gb thì các bác sẽ bình luận cho em vào cái video này hai cái số cuối của cái tờ tiền 1.000 này thứ hai ấn cho em cái nút like video và thứ ba cho em xin cái nút đăng ký kênh nếu các bác chưa đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo và các bác mỗi lần chỉ được bình luận một lần trên cái video này thôi đấy thì các bác sẽ bình luận vào video này cho em nhé và thì um, bác nào mà đoán trúng thì em sẽ trả lời bình luận là chúc mừng bác đã đoán trúng còn bác nào mà chưa trúng thì em cũng chỉ like cái bình luận của các bác thôi đấy các bác um, ừ. lưu ý cho em nhé lưu ý nhỏ cho em thôi ạ và bây giờ thì em sẽ bắt đầu giới thiệu đến các bác những cái mẫu đầu giải mã CD giải mã MD giải mã những chiếc này thì cái giá thành của nó dưới 8 triệu các bác nhé giá rất bình dân có những chiếc hôm nay em sẽ thanh lý chỉ dưới 2 triệu thôi đấy có nghĩa là bác nào mà ít tiền cũng chơi được mà nhiều tiền cũng chơi được vừa tiền cũng chơi được thế nên là các bác cứ yên tâm và các bác trước khi em vào chi tiết thì các bác vui lòng thì lưu uh, cho em cái số điện thoại hotline 0966723489 để tí nữa các bác xem được cái món nào thì uh, alo cho em hoặc nhắn tin vào Zalo cho em để chốt cái món đó nhé. <laughs> đầu tiên thì uh, em xin uh, giới thiệu đến các bác là năm chiếc đầu CDMD và giải mã 24 bit của Soli. Thì hai uh, chiếc ở trên này là hai chiếc uh, D2 hai chiếc ở giữa đây là hai chiếc D40 và chiếc ở dưới cùng là chiếc D5C. Đấy. Năm chiếc này thì máy về trong tình trạng là mặt màu vàng gold đẹp xuất sắc. Đấy. Thì em sẽ quay qua cận cảnh cả năm chiếc này. Về góc cạnh của năm con này rất đẹp. rất đẹp các bác nhé, nắp nưng này không móp méo này. Bên này cũng vậy này, Đấy, em quay kỹ cho các bác xem Đây thì cứ con số 1 con số 2 con số 3 con số 4 con số 5 đấy các bác chốt con nào thì em sẽ nồi riêng ra chụp riêng cho bác từng con một đấy để các bác ưng con nào thì chốt có con D2 con thứ tư đây thì nó bị xước một tí chỗ này đấy, ở cái cạnh này thôi đấy còn đâu là bốn con này góc cạnh này đều đẹp này đến bây giờ thì em sẽ quay cái mặt mũi trước mắt thì em sẽ quay con D5C con D5C này thì nó có một cái hay đặc trưng của nó là nó dùng 5 ổ đĩa nha các bác nhé 5 ổ CD Nhưng cái cơ của con D5C này rất bền bỉ và châu bò và em cũng bán rất nhiều rồi Cũng chưa có một bác nào kêu hay là khiếu nại là bị nỗi cơ hay là dắt đĩa hay thế nọ thế kia Con này cơ rất bền vì cơ của nó là dùng hệ thống dây cô loa chứ nó không dùng bánh răng Thế nên không bao giờ nó sẽ bị vỡ bánh răng hay bị kẹt gì cả Đó còn giải mã con này vẫn là giải mã 24 bit MD và tất cả 5 con CD MD này đều sử dụng mắt MD là mắt KMS 260A, mắt phổ thông dễ thay thế các bác nhé Đấy. Đây, con D5C đây ạ. Đây, con này rất đẹp. Con D5C này thì được sản xuất trực tiếp tại Nhật Đấy. Giải mã không cần đĩa mồi và nó có chức năng ghi từ CD sang MD có nghĩa cả năm con này thì con nào cũng ghi được các bác nhé và con D5C này thì em bán là 5 triệu rưỡi 5 triệu rưỡi nha các bác nhé con này hậu rất sâu nhé to chưa đấy thì em sẽ quay cái đằng sau con D5C thì nó có số seri là 10A203281 à, điện 100v 20w 50-60hz máy make in Japan và cổng của nó thì nó còn có một đường quang một đường AV Ramni và một đường AV vào dây nguồn vẫn là dây nguồn zin các bác nhé đấy, rất đẹp và còn hai con này là hai hai con thứ hai và con thứ ba là d 40 con thứ tư và con thứ năm là d 2 đấy nó có cái khác nhau đấy, các bác nhìn này thì con d 5 c này 5, ,5 triệu rưỡi thì em sẽ tặng cho các bác là một đĩa cd một dây quang một đĩa md và một dây av đấy 5, ,5 triệu rưỡi giờ bắt đầu em đến là hai con d 40 thì con D40 ở thứ hai đó con D40 số 2 này cũng đẹp xuất sắc nhé con này cũng rất đẹp đẹp xuất sắc luôn đẹp hơn con này con D40 thứ ba này thì nó bị vết xước chỗ này Đấy. và con D40 này thì là cũng chạy CD chạy MD và giải mã 24 bit CD của con D5C và con D40 và con D hai con D40 và con D5C này thì nó sử dụng mắt BU21 mắt phổ thông dễ thay thế các bác nhé và thay thế nó chỉ có 4-500 000 thôi, rẻ. Và con D40 thứ hai này thì em bán là cũng là 5 triệu rưỡi đẹp xuất sắc, còn con D40 thứ ba nó bị xước tí chỗ này. Đấy, bị xước tí chỗ này. Con này thì uh, em bán rẻ hơn con này. Con này là còn 5 triệu các bác nhá, con D40 số 3 còn 5 triệu. Còn con D5C và con D40 số 2 đây. Đấy, con thứ nhất và con thứ hai là hai con này đồng giá 5 triệu rưỡi. Tiếp đến thì con D2 con D2 thì con D2 trên cùng này thì cũng đẹp xuất sắc này Con D2 trên cùng đẹp xuất sắc <laughs> Con D2 thứ hai thì nó bị uh, xước một tí chỗ này Thì uh, con D2 số 2 này thì uh, em bán là 6 triệu các bác nhé 6 triệu Đấy. Cũng CD đọc cực tốt md thu phát giải mã ok Con d 2 trên cùng này thì uh, đẹp hơn Thì là 6 triệu uh, rưỡi các bác nhá 6 triệu rưỡi đấy thì bây giờ em sẽ quay đằng sau số series của con là D40 số 2 con D40 số 2 số series của nó là 2209721 con này là 5, 5 triệu rưỡi này điện 100V 18W 50 trên 60 hạt máy được sản xuất tại Malaysia đường ra vào của nó đây cũng một đường quang một đường AV Ramly một đường AV vào <laughs> con D40 số 3 thì là nó sử dụng à cũng điện 100V máy make in Malaysia hai số series là 2204780 và con D2 mà em thanh lý <laughs> số series của nó là 9306179 điện 100V 16W 50 60 hẹc máy make in Japan cổng ra vào thì nó gồm có một đường quang một đường đồng trục AV vào AV ra con D40 trên cùng đẹp nhất là số series của nó là 208689 Đấy, cũng điện 100V máy make in Japan Đấy thì trong cái năm con CDMD của Sony này Các bác mà chốt được con nào hay là cần cần chụp ảnh Cần video test con nào thì cứ liên hệ với em nhé Em sẽ có video test riêng cho các bác Đấy. Và tiếp đến thì em xin giới thiệu đến hai chiếc đầu rẻ tiền Chiếc thứ nhất là chiếc Yamaha MDX596 Chiếc này cũng là chiếc giải mã 24 bit bit và chiếc này cũng về trong tình trạng đẹp xuất sắc, ổ MD thu phát ghi xóa cực tốt. không bị lỗi lầm. Và chiếc Yamaha MRX 596 này thì em bán thanh lý là 3 triệu các bác nhá. Thanh lý là 3 triệu. Còn chiếc Sony MDS S40. Con này thì nó bị xấu gọi là nó bạc một tí chỗ này. Đây nó bạc một tí chỗ này. Và chỗ này bị xước, còn đâu là đẹp cũng giải mã 24 bit không mồi và thu phát tốt. Con F40 này thì em bán là 1 triệu 9 các bác nhá. 1 triệu 9. Cả hai con này thanh lý rẻ tiền nhưng mà đều là thu phát tốt cả, không nỗi là một cái gì. <laughs> và em sẽ quay đằng sau. Con này được uh, sản xuất tại Malaysia, số seri của nó là 2212743, điện 100V 7W, Sony MDSS40. Cổng ra vào thì nó gồm có hai đường quang, một đường à, uh, AV RAM đi và AV vào Còn Yamaha ở dưới cũng vậy Cũng hai đường quăng vào này Một đường quang ra À đúng rồi quang ra nữa quang ra đây AV RAM và AV vào Và con Yamaha mx 596 Thì nó có số series của nó là i 242244 xz Máy mic in Malaysia điện 100V 3, 13W Đấy là hai con này em thanh lý là một con là 3 triệu, một con là triệu 9 này. Thế thì mấy con này tất cả những cái đầu MD bên em bán ra thì đều tặng cho các bác là mặc định là phải tặng cho các bác dây quang đĩa MD và dây AV đấy. đấy là hai con này là em bán thanh lý rồi và tiếp đến thì em xin giới thiệu đến bốn chiếc là hai chiếc JB 920 hai chiếc ge 700 thì bốn chiếc này thì đều được trang bị mặt phay nhôm màu vàng gold đẹp như mới nhé Hai chiếc JB920 này thì cũng sử dụng mắt KMS260A giải mã 24 bit Đấy, Nó sử dụng công nghệ wide bit công nghệ mới của thằng MD Sony vào những thập niên những năm 98-2000 Và bốn chiếc này thì đều về trong tình trạng đẹp như mới, mặt phay nhôm nó không có bị xước xác gì ạ Đấy, Rất đẹp nha các bác nhé về cái hình dáng thì JB920 uh, này thì nó sẽ cái mặt phẳng còn uh, thằng GE700 thì nó sẽ bị vát ở trên và ở dưới, vát vát vào đằng sau máy. Đấy. Còn về máy móc, về máy móc hay là linh kiện phụ kiện à linh linh kiện bên trong thì uh, theo em đánh giá thì con GE700 này cái linh kiện thì nó giống tới 90% con JB920. Nhưng con JB920 thì nó chỉnh được volume to nhỏ Còn con GE700 thì không chỉnh được volume khi mình làm giải mã DAC Thì cái giá thành của hai con của hai cái mẫu này Thì con hai uh, con GE700 này thì là giá là 4 triệu rưỡi một con hai con JB920 này thì là giá là 5 triệu rưỡi một con các bác nhá Đều là mặt phay nhôm màu vàng gold đẹp như mới ạ Rất đẹp luôn thì hai con ZA700 uh, này thì à, uh, được sản xuất trực tiếp tại Nhật, còn hai con GB920 này thì được lắp ráp tại Malaysia. Đấy thì bây giờ em sẽ quay qua cái đằng sau của bốn cái con này để cho các bác xem luôn. Đấy thì tại sao em lại bảo là giống tới 90% thì là giống từ cái dây nguồn này. đều sử dụng dây nguồn to đùng luôn. Và hai con GA700 đây thì con ở trên cùng số series của nó là 255220, máy mic in Japan điện 100V 11W 50 60Hz thì nó gồm có hai đường quang vào một đường đồng trục AV RAM AV vào con bên dưới cũng vậy nhá số seri con dưới là 268966 đây thì con ZA700 này được sản xuất vào năm 1996 còn là hai con ZB920 thì sản xuất năm 1997 thì con ZB920 đây ạ Điện 100V 16W 50 60 hz hai số seri của số seri của nó là 220 2747 và con ở dưới số seri là 2210671. Lắp ráp tại Malaysia. Về các cổng ra vào thì hai uh, con này thì nó khá giống nhau. Cũng hai đường qua một đường đồng trục. Con này cũng hai đường qua một đường đồng trục. AV vào AV ra quang ra con um, g 700 chỉ có quang ra còn con gb 920 là có đồng trục ra này các bác nhé đấy thì là cái giá hai con gb 920 5 triệu rưỡi còn hai con ge 700 này thì là 4 triệu rưỡi các bác nhé thì à, uh, tiếp đến là em xin giới thiệu đến một chiếc uh, gb 940 cái mô đen này là cái mô đen hết số của dòng gb Máy cũng được trang bị mặt phay nhôm màu vàng gold. Về chức năng, chức năng thì nó không khác gì con JB920 này cả, cũng chỉnh được volume này, cũng giải mã 24 bit và cũng thu phát ghi xóa cực tốt. Nhưng cái chất âm của con JB940 này thì nó hay hơn con JB920 kia rất nhiều về phần trung âm, về phần giải chép. Máy rất đẹp ạ. À. Và cái màn hình quắc của con này nó cũng sẽ to hơn và nó sẽ chữ nó sẽ sáng hơn con màn hình của GB920. Em cũng đã có video test rồi. Các bác cứ vào kênh của em là các bác xem là biết ạ. Và con GB940 này thì được sản xuất trực tiếp tại Nhật, điện 100V 12W. Số series là 201041. Và em cũng có một cái lưu ý là cái mẫu GB940 này nó được sản xuất tại hai nước các bác nhé có những con sản xuất tại Malaysia và có những con là sản xuất tại Nhật đấy nhưng mà máy móc IC giống nhau không khác nhau một cái gì cổng ra vào của nó cũng gồm có hai đường quang một đường đồng trục AV vào AV ra này quang ra đồng trục ra nhé các bác nhé đấy và cái mẫu JB 940 này thì là em bán là 6 triệu rưỡi các bác nhé 6 triệu rưỡi rất đẹp tiếp đến là em quay sang một chiếc CD của CD MD của Marang với mã model là Marang CM6002 Đấy. rất đẹp đây nó bị chấm xước tí chỗ này không ảnh hưởng gì cả Mới một tí ở chỗ này nữa thôi rất đẹp còn đâu là rất đẹp cho nắp nưng của nó là không có vết xước không bị móp méo các bác nhé con này thì nó sử dụng cả CD cả MD và giải mã 24 bit và nó con dòng dòng CD cái mã CM6002 nó có một cái hay là trên điều khiển nó chỉnh được cả volume to nhỏ Đấy, Cả volume to nhỏ Và đằng sau máy thì nó có hai đường AV ra Đây các bác nhé Nó có hai đường AV ra cùng một nút này Đây các bác nhìn này Output CD và MD Và chiếc điều khiển zin của nó đây ạ Đấy, điều khiển zin đây RC6000CM Đấy, điều khiển zin của nó đấy ạ và con cm sáu nghìn hai này thì được sản xuất trực tiếp tại nhật điện 100 v năm mươi cho sáu mươi hẹp và bộ 14 bốn w số series của nó đấy ạ không bốn con này nó chỉ có một đường quang vào và một đường quang ra AV vào này đấy. và con cm sáu nghìn hai này thì uh, máy nó về thì thật sự là nó do vận chuyển nó bị hai cái vết ở chỗ này Đấy, như con này bình con này giá bình thường nếu mà máy rất đẹp nhá thì con này bình thường giá 5 triệu rưỡi. Nhưng nó bị hai vết này thì hôm nay em giảm giá. Duy nhất ngày hôm nay con Marang CM6002 này còn 4 triệu 8 các bác nhá. 4 triệu 8 máy kèm khiển xịn luôn. Đấy, giá cực kỳ rẻ, cực kỳ tốt. Và ổ CD MD là cực tốt, MD thu phát khi xóa cực tốt này, giải mã 24 bit không cần đĩa mồi. CD đọc không kén không vấp bất kỳ một đĩa gì. Đấy. Và cuối cùng là hai mẫu MD của Đờ Lông Con màu vàng thì là 1 AL các bác nhé Con này thì đẹp như mới rồi, Không có một vết nào cả Còn con màu đen ở dưới là Đờ Lông DMD 1000 Cũng rất đẹp rồi Đây là bị tí chấm chỗ này về hai con này thì là đều là hai con giải mã 24 bit và là không cần đĩa mồi và MD của hai con này đều là thu phát ghi xóa tốt mặt rất đẹp mẫu 16 AL này thì em bán là 7 triệu ba kèm khiển mẫu 1.000 này thì em bán là 4 triệu rưỡi không có khiển các bác nhé màu đen và em sẽ quay đằng sau hai cái mẫu con 1.000 này thì là Điện 100V 19W 50-60Hz Máy Make in Japan Số CD của nó đuôi là 1418 Còn con đờ lông 1000 thì số CD đuôi là 0498 18W cũng máy Make in Japan Cổng ra vào của con đờ lông 1000 và con 1 6 al này Thì nó khá là giống nhau Cũng có quang ao này hai đường hai đường quang vào hai đường quang vào đồng trục vào này Đấy. av vào av ra Đấy. khá là giống nhau thì con uh, 1006 AL em bán là 7 triệu 3 cả khiển Con đờ lông 1000 Màu đen ở dưới Cũng là cực hiếm nhá Màu bán màu đen là bản hiếm Thì là 4 triệu rưỡi không có khiển Đấy thì là hôm nay là em cũng xin giới thiệu đến các bác là tất cả Báo giá tất cả những cái mẫu đầu MD Của Soli Của Marang Của đờ lông Của Yamaha cho các bác Để các bác xem các bác nào mà vẫn yêu thích chất âm giải mã hay là ghi đĩa của md thì cứ liên hệ với em và một lần nữa thì em cũng xin mến chào các bác